Hi, xin chào anh em. Khi anh em build một bộ máy, chắc chắn sẽ có hai linh kiện mà anh em quan tâm nhất, đó chính là về GPU cũng như là phần CPU. GPU bây giờ thì chúng ta mua hơi khó một chút, yên tâm, bên mình vẫn có đầy đủ các mã GPU dành cho các bạn. Chẳng qua là giá gối GPU bây giờ đang hơi biến động một chút. Và chúng ta sẽ đến một cái linh kiện khác, thật ra là quan trọng đến một nửa bộ máy, đó chính là vấn đề liên quan tới CPU. CPU thì mình khẳng định luôn với các bạn là bây giờ chắc chắn không thể nào mang CPU đi đào coi được. Ngày xưa thì có nhưng bây giờ thì không. Thế nên giá của CPU sẽ luôn bình ổn. Và hàng của CPU cũng rất nhiều, bởi vì Intel đã sử dụng tiến trình 14 nanomet đến bây giờ cũng được khá là nhiều năm rồi đấy. Thế nên vấn đề sản xuất CPU với Intel rất dễ, và chúng ta có thể gọi là dễ dàng mua những cái mẫu CPU giá rẻ và hiệu năng cao. Ví dụ mình đang có ở đây, đây em nó đây, đây là mẫu CPU Intel Core i5 10400F, một trong những mẫu CPU chơi game có hiệu năng tốt nhất hiện nay. Chúng ta có mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng trong một mức giá chỉ khoảng 3-4 triệu đồng tùy từng nơi bán. Trong một mức giá thấp đến như vậy, ngày xưa nếu muốn sở hữu mẫu CPU 6 nhân thời 2016-2017, anh em sẽ phải bỏ ra một mức chi phí loanh quanh khoảng hơn chục triệu đồng. Nếu mà để so sánh mà anh em dễ hình dung nhất thì CPU Intel Core i5 10400F sẽ mạnh gần bằng khi so với Intel Core i7 8700. Thế là anh em thấy được là mình hời một khoản tương đối lớn đấy. Và đây sẽ là mẫu CPU của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ build một bộ PC xoay quanh mẫu CPU Intel Core i5 10400F. Và chúng ta sẽ chuyển sang một thành phần linh kiện cũng quan trọng không kém, đó chính là về phần main. Main mình đang có ở đây là RogerStreet B460G Gaming. Thì đây sẽ là một mẫu main gánh hoàn toàn tốt CPU Intel Core i5 10400F. Hoặc thậm chí nếu như anh em nào hứng thú thì có thể mua những mẫu CPU ví dụ như i7 10700. Và về phần card đồ họa thì sao? Card đồ họa thì đây sẽ là sự lựa chọn rất tốt dành cho anh em game thủ, đó chính là RTX 3070 với hiệu năng chơi game trên độ phân giải 2K và thậm chí 4K hoàn toàn ổn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt bộ PC. Yeah.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.